Cơ quan Liên Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết chưa tăng viện phí lần 2 kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, do chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất chưa được cải thiện nhiều, cũng như lo ngại việc tăng viện phí sẽ tác động mạnh đến chỉ số giá tiêu dùng CPI hiện nay. Bộ Y tế cho biết, sau khi họp bàn thống nhất giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Bộ và Bộ Tài chính đã quyết định chưa thực hiện tăng viện phí đợt 2 từ ngày 1 tháng 8 như dự kiến trước đây. Hiện Bộ cùng các đơn vị liên quan đang xây dựng các phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế và dự báo các vấn đề tác động đến chỉ số giá tiêu dùng để xem xét quyết định thời điểm điều chỉnh cho phù hợp. Do đó các đơn vị y tế vẫn thu viện phí theo mức giá cũ cho đến khi Bộ Y tế có văn bản thông báo thời điểm cụ thể. Bộ cũng cho biết từ nay đến cuối năm, tùy tình hình cụ thể sẽ quyết định thời điểm tăng trong năm nay. Ngoài ra từ cuối năm 2016 đến nửa đầu năm 2017 sẽ có thêm nhiều đợt điều chỉnh viện phí mới. Dự kiến mỗi đợt điều chỉnh sẽ thực hiện ở 8 đến 12 tỉnh thành phố theo thứ tự các địa phương có độ bao phủ bảo hiểm y tế từ cao xuống thấp và áp dụng trước tại những tỉnh thành có mức tác động CPI thấp. Giá dịch vụ y tế đã được điều chỉnh đợt 1 giờ cuối tháng 3 vừa qua.